Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sao có thể như vậy được chứ? Cô ấy chỉ bị ngất thôi mà. Anh là chồng mà không biết vợ mình bị ung thư à? Đã đến giai đoạn cuối rồi, không thể cứu chữa được nữa. Ung thư? Sao? Sao có thể như vậy được? Tôi lừa anh làm gì? Có cả bệnh án đây, anh tự mình xem đi. Tôi có thể vào trong nhìn mặt cô ấy lần cuối được không? Vào đi. Tại sao em không nói cho anh biết sớm chứ? Tại sao? Tại sao? Đúng là em rồi. Khương! Tuyền, là em thật sao? Anh làm cái gì đấy? Đêm hôm làm ầm lên, không cho người khác ngủ à? Em còn sống sao? Anh nói cái gì? May quá, em vẫn còn sống. Chỉ là mơ thôi. Anh bị điên à? Liên thiên cái gì đấy? Anh sắp điên rồi. Điên thì tự mua thuốc mà uống đi. Ở đây nói điên nó khùng cái gì đấy? Ừ, anh biết rồi. Hôm nay anh sao thế? Khác lạ với mọi ngày thế? Anh có sao đâu, anh vẫn bình thường mà. Anh lại muốn giở trò gì nữa? Không có. Vậy thì tốt. Anh mau ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải đến tòa án nữa. Không đến muộn được đâu. Đến tòa án làm gì? Anh hỏi hay nhở? Để ly hôn chứ làm gì? Ly hôn? Tại sao phải ly hôn? Anh đừng có giả điên nữa. Không có tác dụng gì đâu. Bây giờ là 2019 sao? Không phải chúng ta đang ở 2024 à? Đồ điên. Bây giờ là 2019. Vậy khi nãy không phải là mơ, là sự thật. Chẳng lẽ mình đã xuyên không về quá khứ sao? Không, không thể nào. Có thật đây là 2019 không? Chú ấy nghĩ năm bao nhiêu? Tốt quá rồi. Không ly hôn nữa. Anh sẽ không ly hôn nữa. Anh quyết định rồi. Anh nói cái gì? Anh yêu em. Anh muốn ở bên em cả đời. Từ giờ anh sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Anh có điên không thế? Chính anh là người đề nghị ly hôn mà. Vậy thì hủy bỏ đi. Chúng ta sẽ không ly hôn nữa. Lúc đó chắc anh bị điên, cho nên anh mới làm như vậy. Em đừng giận anh nữa. Tôi ngoại tình đấy. Một người phụ nữ không ra gì như tôi mà anh cũng chấp nhận sao? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là anh yêu em. Có phải là anh định giày vò tôi cho đến khi chết để trả thù tôi không? Không. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Bây giờ vẫn còn sớm. Em ngủ thêm đi cho khỏe. Anh sẽ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng.
Xong anh sẽ gọi em. Anh điên rồi. Vào đi. Anh gọi em lên đây có việc gì không ạ? Từ bây giờ cô chính thức bị sa thải. Cô tới phòng kế toán nhận lương rồi nghỉ việc đi. Sao cô? Em bị sa thải ạ? Cô có cần tôi nhắc lại một lần nữa không? Thế nhưng mà em đâu có làm gì sai đâu. Tại sao em lại bị sa thải ạ? Đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi. Tôi không bị lừa nữa đâu. Cô làm gì thì tự mình biết chứ. Có người nói xấu em đúng không ạ? Anh nói đi. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Muốn tôi nói thật à? Dạ vâng. Chưa gì mà đã sốt ruột rồi à? Ngồi đi. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Nếu như cô đã thẳng thắn như thế rồi thì tôi nói thẳng luôn, không vòng vo làm gì cho mệt cả. Tôi đã có thai rồi, là con của anh Phan Anh. Cô nói sao? Cô tự mình xem đi. Giờ cô đã tin rồi chứ? Không. Không thể nào. Hơn ai hết, cô biết anh ấy cưới cô chắc chắn không phải vì yêu, mà là chỉ để trả ơn thôi. Vậy thì có lý do gì mà anh ấy không thể qua lại với người khác? Cô... Tôi khuyên thật này, là cô nên ly dị đi. Sống như thế làm gì cho khổ. Khốn ạ. Không lẽ cô định để anh ấy đích thân đuổi cô ra khỏi nhà thì cô mới chịu à? Cô muốn chị nhục nhã à? Được. Tôi sẽ tác thành cho hai người. Muốn tranh giành với tôi á? Đừng có mơ. Anh... Nhân tiện đây tôi cũng nói cho cô biết luôn. Nếu không có Tuyền, tôi cũng sẽ không yêu cô đâu. Vì cô không xứng. Nhưng mà anh hiểu nhầm rồi. Em không hề đi gặp chị Tuyền. Chị ấy đang nói dối, em bị oan ạ. Vậy tới bệnh viện kiểm tra với tôi, để xem cái thai ở trong bụng của cô là thật hay giả. Sao em phải đi ạ? Em có nói như vậy đâu. Cô đúng là cái loại phụ nữ nham hiểm. Chuyện như vậy mà cô cũng dám làm sao? Vì yêu anh nên chuyện gì em cũng dám làm ạ. Tôi không cần tình yêu đó của cô. Cô đi được rồi đấy. Anh Phan Anh. Anh ơi, em thật sự là biết lỗi rồi. Anh có thể tha lỗi cho em. Em hứa với anh là em sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như này nữa. Có được không ạ? Tôi không quan tâm. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi đây, xin nghỉ và ra đi trong êm đẹp. Hai, tôi sẽ thông báo sa thải cô và công bố những câu chuyện bẩn thỉu không thể chấp nhận được của cô. Cô chọn đi. Tôi có việc gì không? Anh đuổi việc cô ta rồi. Ai? Vân. Từ nay sẽ không ai làm phiền đến chúng ta nữa. Mà này, em nhớ nấu cơm. Tí nữa anh về ăn cơm đấy. Phải đợi anh. Không phải. Là anh ghét ăn cơm với tôi lắm sao? Làm gì có. Thôi, anh làm việc tiếp đây. Hẹn gặp lại em. Tự nhiên anh ấy lại không muốn ly hôn nữa. Sao lại như vậy? Có chuyện gì à? Em cũng không biết nữa. Từ đêm qua đến giờ anh ấy cư xử lạ lắm. Nói chuyện lung tung hết cả lên. Có khi nào anh ta muốn giở trò gì không? Chắc là không đâu. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Còn chuẩn bị cả bữa sáng cho em nữa. Còn nói là sẽ không bao giờ rời xa em.
ở bên cạnh em cả đời. Hay là anh ta biết chuyện em bị ung thư rồi? Không thể nào. Chuyện này chỉ có em và anh biết thôi. Em không nói, anh không nói thì nó mãi mãi sẽ là bí mật. Lỡ mà anh ta đến tìm hỏi bác sĩ thì sao? Không thể nào. Em về quê làm xét nghiệm, anh ấy không biết được đâu. Vậy bây giờ em định tính sao? Anh ấy nói là anh ấy sẽ về nhà ăn cơm. Anh giúp em diễn một vở kịch, em nhất định phải ly hôn với anh ấy. Được. Hình như anh ấy về rồi đấy. Mau ôm em đi. Tuyên. Anh thấy hết rồi à? Thấy rồi. Em nấu cơm chưa? Tôi chưa nấu. Vậy để anh nấu cho. Em cứ ngồi nói chuyện với Long đi. Anh không tức giận à? Tại sao phải tức giận? Em với Long là bạn thân, lâu ngày mới gặp lại, ôm nhau một chút có sao đâu. Nhưng mà... Em yên tâm, anh không ghen mù quáng đâu. Em với Long cứ ngồi nói chuyện tiếp đi. Tôi yêu Tuyền, tôi muốn đưa cô ấy đi. Anh đừng có đùa nữa. Anh có nói gì tôi cũng không tin đâu. Tôi... Thôi, không nói chuyện này nữa. Để tôi đi nấu cơm. Tí nữa anh ở lại ăn cơm cho vui. Anh có đoán được việc gì không? Không. Không giống như đang đóng kịch. Thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Chuyện này khó nghĩ quá. Để anh tìm hiểu đã. Có gì anh báo cho em biết. Dạ vâng. Cảm ơn anh ạ. Hai người đang làm cái gì vậy? Anh... Anh không thấy à? Chúng tôi đang ôm nhau. Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Em xin lỗi. Em yêu anh Long. Khốn nạn. Tuyền, em không sao chứ? Tại sao cô lại dám đối xử với tôi như vậy hả? Tôi đã làm gì sai? Mày... Thôi anh. Dù sao người sai cũng là em mà. Cô là loại đàn bà lăng loạn, không biết giữ nhân phẩm. Tại sao tôi lại cưới một người như cô chứ? Tôi cấm anh không được sỉ nhục Tuyền. Ở đây mày không được lên tiếng. Đây là nhà tao đấy. Anh... Em xin lỗi. Anh tha thứ cho em được không ạ? Đừng có mơ. Vậy bây giờ anh muốn gì? Ly hôn đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Được. Anh Phan Anh. Anh ơi, điện thoại của anh để quên ngoài xe. Em cầm vào cho anh ạ. Cảm ơn em. Nói cho cô biết một bí mật. Tôi và Vân đã bí mật qua lại với nhau. Chẳng qua là do cô ngu, cô không nhận ra mà thôi. Anh... Em có yêu anh không? Em nói cho mọi người ở đây cùng nghe đi. Có ạ. Được. Anh sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn xong, sau đó anh sẽ cưới em. Khi đó chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Có thật không ạ? Thật chứ. Tuyền! Tuyền! Mặc kệ cô ta, cứ để cô ta chết đi. Yên tâm đi, bằng mọi cách, anh sẽ giúp em. May mà có anh, nếu không, em cũng không biết làm sao nữa. Chúng ta là bạn thân, đừng nói những lời khách sáo. Như vậy có làm phiền anh không? Em sợ bạn gái anh hiểu lầm, rồi lại nghe lung tung ạ. Không sao đâu. Cô ấy và chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn.
chắc chắn sẽ không vô cớ sinh sự đâu. Như vậy thì tốt rồi ạ. Đôi cậu nam nữ kia, hai người đã làm cái gì trong nhà của tôi vậy? Chị Tuyết. Đừng gọi tôi là chị, tôi không dám nhận đâu. Chị làm gì thì cứ tìm tôi tính sổ, đừng làm hại đến cô ấy. Ghê nhờ. Bây giờ lại còn bênh nhau ngay trước mặt tôi cơ đấy. Em xin lỗi, là lỗi của em. Em đi luôn đây ạ. Tuyền, đây là nhà của em, không ai có quyền đuổi em cả. Em bị điên rồi à Phan Anh? Em có biết cô ta dám qua lại với người đàn ông khác sau lưng em không? Em biết, em đã có tính toán của riêng mình, chị đừng bận tâm. Đến giờ phút này, em vẫn còn bênh vực nó được à? Không được, hôm nay chị phải dạy cho nó một bài học. Đồ mất dạy. Không được đánh. Nếu chị muốn đánh, chị đánh em trước đi. Em. Chỉ cần ở bên Tuyền một ngày, em sẽ bảo vệ cô ấy một ngày. Em sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến cô ấy, vì cô ấy là vợ của em. Em hết thuốc chữa thật rồi. Em có sao không? Anh xin lỗi, mọi chuyện là lỗi tại anh. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? À không, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Giữa chúng ta có chuyện gì nói đâu? Có đấy, chuyện liên quan tới Tuyền. Nếu anh yêu cầu tôi rời xa Tuyền, tôi không làm được, đừng hy vọng nữa. Cảm ơn. Về chuyện gì? Vì anh đã cùng Tuyền diễn một màn kịch rất hay để lừa tôi. Ý anh là... Tôi biết hết rồi, không cần phải giấu nữa đâu. Hơn ai hết, tôi hiểu Tuyền đang nghĩ gì. Nếu anh xem cô ấy là bạn thân, thì chắc hẳn anh cũng muốn cô ấy sống một cuộc sống hạnh phúc với những ngày tháng còn lại đúng không? Tôi... Sao anh biết? Tình cờ thôi. Chuyện này anh đừng hỏi nữa, tôi sẽ không trả lời đâu. Với tư cách là một người chồng, tôi sẽ đồng hành cùng cô ấy, cho dù là hạnh phúc hay là khổ đau. Tôi hiểu rồi. Ung thư thì sẽ không có thuốc chữa, nhưng nếu tích cực, Tuyền sẽ sống lâu hơn. Tôi sẽ giúp cô ấy. Tôi cũng mong là như thế. Cố lên. Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa đâu. Cảm ơn anh. Tuyền, em ở đâu? Em ở đâu? Em ra đây đi mà. Em ra đây đi. Tại sao? Tại sao em vẫn bỏ anh mà đi chứ? Tại sao? Đừng bỏ anh mà. Đừng bỏ anh. Em đây.
Cuối cùng anh đã tìm được em rồi. Sao anh phải tự làm khổ mình như thế? Không có em thì vẫn còn người khác mà. Vì em xứng đáng. Anh đúng là đồ ngốc mà. Sao cũng được. Anh yêu em. Anh không muốn sau này mình phải hối hận. Em có thể ở bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng được không? Anh biết hết rồi à? Em không cần phải sợ đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Biết vậy. Em đã không diễn kịch với anh Long. Bây giờ anh làm em khó xử quá rồi đấy. Anh không trách em đâu. Chúng ta là vợ chồng mà. Em hứa em sẽ không bỏ đi nữa đâu à? Cô còn tới đây làm gì nữa? Vì cô nên em trai tôi mới trở nên như thế này. Cô không cảm thấy áy náy chút nào sao? Chị đừng trách Tuyền. Tuyền làm như vậy là có lý do. Lý do gì? Tuyền bị ung thư. Cô ấy không muốn em phải đau khổ, cho nên đã tìm cách ly hôn với em. Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Em sẽ cùng cô ấy chống chọi lại bệnh tật. Chuyện này là thật sao? Chị xin lỗi. Chị không biết chuyện này. Em không sao mà. Để chị đặt vé cho hai đứa đi du lịch. Tâm trạng tốt thì bệnh tình cũng sẽ tốt hơn. Em cảm ơn chị ạ. Chị đúng là người chị tuyệt vời. Hãy hứa với anh, em không được bỏ cuộc nhé.